Với những ưu điểm vượt trội cùng chương trình đào tạo hiện đại đã khiến cho các chương trình đại học quốc tế trở thành một xu thế đang lên trong thời gian gần đây. Với chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường đại học trong nước với nước ngoài hay là học tại các cơ sở đào tạo của trường quốc tế tại Việt Nam đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Đại học là một trong những con đường làm việc, nhưng lựa chọn ngôi trường nào, ngành học nào không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Với Mai Thị Thanh Huyền cũng thế, và cuối cùng bạn đã chọn theo học tại Granite Việt Nam, chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Granite Anh Quốc và trường Đại học FPT Việt Nam. Với Huyền, môi trường học tập phát huy được hết kỹ năng của sinh viên mới thật sự là môi trường giúp họ thành công, nâng cao lợi thế cạnh tranh nghề nghiệp của bản thân. Cũng chính vì được trang bị đầy đủ các kỹ năng, nên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thanh Huyền đã gặt hái được một số thành công nhất định với công việc là một freelancer. Môi trường quốc tế nó cho mình được phát triển về cái bản thân mình, tức là nó cho nó khai thác được cái đam mê của mình. Vì là trong cái môi trường quốc tế thì em được phát triển nhiều cái kỹ năng mềm của bản thân. Giáo dục đại học quốc tế giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến đến từ các quốc gia phát triển với mức chi phí hợp lý. Các gia đình không cần tốn quá nhiều vào các khoản đầu tư du học cho con, mà vẫn được tiếp cận với môi trường, chất lượng đào tạo tương đương với trường bản địa. Các trường quốc tế thì cũng có những cái chương trình đào tạo hấp dẫn, có những cái ngành học nó phù hợp với cái thực tế hiện tại. Granite Việt Nam với chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế, chất lượng cơ sở hạ tầng hiện đại, trường đã trở thành địa chỉ được nhiều học sinh tin tưởng chọn học trong những năm gần đây. Lợi ích khi sinh viên Việt Nam đến học tại Đại học Granite hoặc theo học các chương trình được chuyển giao bởi Đại học Granite đó là các bạn có được bằng cấp của Anh Quốc và sự đảm bảo về chất lượng đào tạo, trải nghiệm sinh viên của một chương trình học chất lượng cao. Granite với môi trường học tập mang tính quốc tế, đa văn hóa. Cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên Granite Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh với hơn 20.000 sinh viên đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đã tạo sự tương tác qua lại giữa nhu cầu tuyển dụng và hoạt động đào tạo. Đây là nhu cầu khách quan, xuất phát từ lợi ích của cả hai phía dựa trên nguyên tắc phù hợp và tin cậy. Để hiểu hơn về môi trường được xem là du học tại chỗ, chất lượng giảng dạy cũng như giá trị bằng cấp mà môi trường này mang lại cho sinh viên, phóng viên VTV8 đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Duy Nghiêm, Giám đốc Greenwich Việt Nam, cơ sở Đà Nẵng. Xin chào ông tiến sĩ Nguyễn Duy Nghiêm. Xin ông cho biết về định hướng đào tạo của nhà trường là gì ạ? Chúng tôi sẽ chú trọng đến việc trải nghiệm. Các bạn được học và trải nghiệm bằng một cách khác. Các bạn được debate, các bạn được tranh luận với nhau, các bạn được trao đổi với nhau, các bạn được đặt câu hỏi với các thầy cô và ngược lại để giúp cho các bạn tăng tính tương tác nó nhiều hơn khi các bạn ra trường và các bạn có kinh nghiệm. Điểm thứ hai, chúng tôi đang hướng đến gọi là môi trường hạnh phúc để mọi người đều được cảm nhận và đều được tạo ra được cái giá trị hạnh phúc cho cả xã hội. Vâng, và sinh viên học tại trường Đại học Greenwich Việt Nam thì sẽ có cơ hội tiếp cận với lại chương trình học như thế nào và cái chứng chỉ tốt nghiệp có giá trị ra làm sao ạ? Bằng cấp của chúng tôi giống hoàn toàn 100% giống như ở bên Anh Quốc và chắc chắn và dĩ nhiên sẽ được Bộ công nhận. Năm đầu tiên các bạn có thể học tại Đà Nẵng và năm sau các bạn có thể học ở tại London và sau đó các bạn có thể quay trở về lại Việt Nam vẫn được. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ là nhà trường của chúng ta đang tập trung đầu tư vào những cái lĩnh vực nào để có một cái chất lượng đào tạo tốt ạ? Và chúng tôi đang cố gắng hướng đến tất cả các cái giá trị nó mang tính chất gọi là Anh Quốc hóa cho tất cả các bạn sinh viên được trải nghiệm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông.